Có hai ngã đường rẽ vào rừng và tôi đã chọn ngã ít người qua lại nhất. Và chọn lựa đó đã có ý nghĩa lớn lao. Robert Frost. Chương trình thính lực cho trẻ em tại BC trình bày con đường đã chọn, hướng dẫn cho phụ huynh. Tiến bộ, quan hệ, hỗ trợ, ý tưởng, kỹ thuật, hướng dẫn, kiến thức, ý tưởng, kỹ năng, thông tin, chơi, tinh thần đồng đội, trao quyền lực. Gia đình chúng tôi có bé gái Skyla mới được 6 tháng rưỡi. Cháu được chẩn đoán là bị mất thính lực. Chúng tôi khá choáng váng. Không phải khá choáng váng, mà phải nói là điếng người khi biết chuyện này. Cháu Scott của chúng tôi năm nay được 5 tuổi. Cháu bị sinh thiếu tháng. Lúc lọt lòng cháu có 1 cân anh. Scotty. Cháu ra đời với nhiều tật ở phổi, ở tim, ở não và bị xuất huyết nữa. Thêm vào vấn đề tất cả này, trước khi xuất viện chúng tôi còn khám phá ra rằng cháu có thể bị mất thính lực nữa. Tôi thấy như bị đứt từng khúc ruột. Tôi không thể tưởng tượng chuyện này lại có thể xảy đến cho tôi. Mà cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng cái chuyện như vậy lại có thể xảy đến cho họ. Tôi thấy hoang mang và rất bối rối. Tôi không biết thế rồi sẽ là những gì nữa. Sợ. Nỗi sợ của chúng ta. Thật là một sự chấn động cho cả gia đình chúng tôi. Vì trong nhà tôi chẳng có ai bị điếc cả. Thành thử lúc ấy chúng tôi hầu như tan nát cõi lòng. Thoạt đầu cha mẹ chúng tôi rất đau khổ. Ba tôi rất lo lắng, không biết rồi ông có thể nói chuyện với cháu được hay là không. Tôi muốn nói là chúng tôi ngơ ngẩn cả người. Chúng tôi không biết phải làm gì vì những gì chúng tôi nói cháu có thể sẽ không nghe được. Và chúng tôi đã tưởng rằng không thể có cách nào để dạy cho cháu cách thông đạt. Nỗi sợ lớn nhất của tôi, và theo tôi thì cũng là của chồng tôi, là mặt xã hội của chứng điếc. Cháu sẽ bị lẻ loi đến mức nào? Có lúc tôi đã nói rằng, biết không, chúng tôi vẫn không chắc là chúng tôi chưa bao giờ gặp trẻ con bị điếc. Chúng tôi vẫn không biết cái thế giới của người điếc nó như thế nào. Chúng tôi vẫn còn chưa đủ thoải mái với việc có một đứa con bị điếc, chưa đủ yên tâm rằng sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Halloween. Halloween. What are these? Eyes. And what are these guys? Bat. Bat. Tôi dọn về Vancouver ngay trước khi sanh Skyla. Và tôi thấy quá lẹt lỏng, lẻ loi. Có một đứa con bị điếc thật là một thử thách lớn. Rồi lại có con bị điếc ngay khi mình vừa mới chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ. Thử thách này nhiều gấp 3, gấp 4. Liệu cháu có thể đi học vào trường loại cho học sinh bình thường được không? Liệu cháu có lái xe được không? Đó là những điều quan trọng ở đây. Tại sao cháu lại bị điếc? Chúng tôi không biết tại sao lại thế. Và chúng tôi giúp cháu bằng cách nào bây giờ? Hành trình. Thông tin, thông tin, thông tin. Tinh thần đồng đội. Hợp tác. Hợp tác, hợp tác, hợp tác. Chào Jasmine, đây là Lori Bell của chương trình thính lực cho trẻ sơ sinh BC. Tôi đã nói chuyện với chuyên viên thính lực của bà. Muốn tôi tìm người thông dịch viên giúp cuộc nói chuyện không? Chương trình thính lực cho trẻ sơ sinh BC là vai trò của họ là giúp các gia đình bắt đầu đi theo con đường họ chọn. Tôi đã nói chuyện với cô Lori Bell của chương trình thính lực cho trẻ sơ sinh BC. Cô cung cấp cho tôi tên của ba cơ quan. Nhờ thế, tôi biết rằng mình có quyền chọn lựa, chọn cơ quan nào là tốt nhất để hỗ trợ cho gia đình tôi. Chọn lựa, hiểu biết. Kiến thức. Hiểu biết. Chọn lựa. Có con không phải giống như có một món đồ mới. Chúng ta không biết được hết mọi chi tiết. Gia đình và bạn bè có thể giúp được vài chuyện. Nhưng theo tôi thì phối hợp viên can thiệp là chuyển viên hỗ trợ kỹ thuật trong phần giúp đỡ đứa bé học nghe và nói. Can thiệp là một trải nghiệm rất tốt cho chúng tôi.
Bà ấy rất rành rẽ về trường hợp điếc như con tôi và những gì sẽ đến với nó. Rồi bà ấy dẫn tôi đi khắp nhà thì chỉ chúng tôi những dữ gì có thể làm cho cháu bực dọc. Thí dụ như một cái máy phát ra tiếng động ồn ào. Chúng tôi ở Bella Coola, gần như mỗi tháng một lần, chúng tôi phải xuống đây để làm khuôn tai cho máy trợ thính của cháu. Có được sự giúp đỡ của họ quả thật là tốt, bởi vì chẳng phải chỉ có cháu được giúp đỡ, cả chúng tôi cũng được giúp. Khi chúng tôi hỏi, họ chỉ cho chúng tôi những cách để giúp dạy cháu. Cô giáo quá giỏi. Cô ấy chỉ cho tôi biết những trò chơi để con tôi có thể chơi với em nó, và thỉnh thoảng cô ấy đề nghị với chúng tôi những việc phải làm thêm. Chúng tôi với người phối hợp viên gia đình, có cả một người lớn bị điếc cũng cùng đến. Việc gặp được một người điếc làm cho tôi thấy yên tâm, biết rằng hiện có cả một cộng đồng mà chúng tôi có thể gặp và làm quen. Cô ấy sẽ đặt một loạt câu hỏi. Ông bà đã làm thử cái này chưa? Chúng tôi gặp nhau cùng nhau tìm ra những ý tưởng. Vậy là không phải ngại rằng sẽ có cơ quan chính phủ sẽ đến nhà, không có nghiêm trọng đến như thế đâu. Trong chuyện này chẳng có gì đáng phải e ngại. Họ giúp chúng ta, họ chẳng lấy đi, mang đi cái gì. Chuyện giống như sự mô táp với nhau. Chúng tôi là cha mẹ, chúng tôi biết rõ về con mình hơn ai hết. Nhưng người phối hợp viên là người biết rành rõ về khuyết tật này hơn ai hết. Người ta từ chối bởi vì người ta không muốn chấp nhận thực tế là đứa bé con của người ta không hoàn toàn lành lặn. Và đầu tiên ngay cả tôi cũng đã không muốn nhận sự giúp đỡ. Tôi nghĩ là tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Tại sao lại không nhận? Nếu có người muốn giúp con của mình thông đạt và giúp con mình truyền đạt cái ý tưởng của nó đến cho mình, giúp nó bảo được cho bạn biết lúc nào cháu cần sữa. Một đứa trẻ thông thường không đạt được nó sẽ bực lắm. Chúng tôi đã gặp như thế nhiều lắm. Chẳng có gì khổ hơn thấy đứa con khó chịu mà không thể nói cho mình biết là tại sao nó khó chịu. Là cha mẹ, ta biết ta cần có sự giúp đỡ và đừng bao giờ từ chối sự giúp đỡ. Ngay khi chúng tôi biết được vấn đề, chúng tôi thấy rằng cần phải chọn lấy một con đường, bởi vì đây là một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cả đời cháu. Nếu chúng tôi khoanh tay không làm gì và chỉ nói đó là ý trời thì chẳng có gì khá lên được. Tôi biết rằng Skyla thực sự cần được giúp đỡ rất nhiều để kích thích thần kinh thính giác. Tôi cho là việc bắt đầu chương trình can thiệp sớm càng tốt là điều rất quan trọng để giúp em bé tận dụng phần sức nghe còn sót lại của em. Các trẻ bị mất thính lực có năng lực rất cao đúng không? Nếu các cháu có được tất cả sự giúp đỡ chúng cần thì chúng sẽ thành công lớn về sau này. Nếu lúc đó mà chúng tôi chờ đợi thì Skyla đã lỡ hết mọi cơ hội để phát triển các dây thần kinh thính giác và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được gì nữa. Các cuộc thẩm định thì rất có ích vì nó gần như trở thành báo cáo tiến bộ của cháu. Cháu khá lên như thế nào? Khả năng vận động của cháu, ngôn ngữ và khả năng nói của cháu ra sao? Thẩm định cũng có thể trở thành những chỉ dẫn cho tôi để giữ cho cháu Bowen theo đúng mọi bước. Tôi thấy biết được cái gì sẽ đến là điều tốt cho cha mẹ. Như thế là tháng sau hay 2 tháng nữa cháu sẽ làm được thế này. Chúng tôi cùng làm việc với nhau, đặt ra vài mục tiêu và khi thấy rằng đã đạt đến các mục tiêu này thì tiếp tục nâng cao thêm một mức nữa. Như thế sẽ tiến dần lên giai đoạn kế tiếp, rồi cứ thế mà tiến. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Tôi là Teresa, tôi là một hướng dẫn viên cha mẹ của chương trình Chỉ Nam ở bên mình. Tôi cũng có một đứa con bị điếc. Tôi trở thành một hướng dẫn viên cha mẹ vì tôi muốn giúp tạo ra được một cảm giác tương lân của một cộng đồng, nơi có sự hỗ trợ nâng đỡ của những người cùng một cộng đồng, có cùng một cảnh ngộ, và gia đình của những người này vẫn sống vui vẻ bình thường. Những lời khuyên thực tế bao giờ cũng xuất phát từ các cha mẹ khác. Bạn biết không, sẽ có người nói rằng
Thế bạn có bảo hiểm bao cho máy nghe của cháu không? Thí dụ như làm thế nào để giữ cho máy nghe nằm yên ở tay một đứa bé mới có 6 tháng? Dán một miếng băng dính nhỏ ở phía sau của máy nghe thì không sao hết. Làm thế sẽ giữ cho máy ở yên một chỗ tốt hơn. Có được không? Đôi khi chỉ cần được nói chuyện với một cha mẹ khác là nhẹ lòng rồi. Hồi con chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi vẫn thấy như thế. Tôi nghĩ là hỏi han một phụ huynh khác cùng cảnh ngộ thì dễ hơn. Ngay cả những câu khó trả lời mà cần phải đến chuyên viên y tế, tôi vẫn thấy dễ dàng hơn khi hỏi một phụ huynh khác. Các cha mẹ gọi đến, họ bảo với chúng tôi rằng con chúng tôi cũng gặp vấn đề như thế này. Chúng tôi thấy được yên tâm. Tôi cảm thấy con tôi cũng giống như các trẻ khác. Thế các trẻ khác ở giai đoạn kế tiếp, và rồi con mình sẽ được như vậy. Và nghe các cha mẹ khác nói rằng hậu độ họ cũng sợ, làm cho mình yên lòng hơn. Chính chương trình can thiệp sớm đã cho thấy rằng chính chúng tôi, các bậc cha mẹ, cần phải làm nhiều việc. Tôi nhớ rằng mình phải ngưng không phân tích cháu nữa. Tôi chỉ cần đóng vai trò người mẹ và thương yêu cháu. Chính lúc đó là lúc tôi vỡ lẽ ra. Hãy chỉ sống và thương yêu đứa con nhỏ của mình. Trước khi cháu ra đời, chúng tôi đã có nhiều hy vọng về cháu. Thế rồi chúng tôi choáng váng. Những ước mơ của chúng tôi như không còn đạt được nữa. Giờ đây chúng tôi thấy rằng những gì chúng tôi đã kỳ vọng đều có thể đạt được. Những gì các trẻ này có thể thành đạt được thì thật là tuyệt vời. Kỹ thuật, hành trình, hỗ trợ. Hãy vui lên, hãy vui với con. Các gia đình này chia sẻ các kinh nghiệm của họ với hy vọng rằng các gia đình khác sẽ tìm sự hỗ trợ, nối kết với các dịch vụ thính lực cho trẻ sơ sinh và cùng đi với họ trong hành trình này.